Chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Trong buổi học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022 môn khoa học tự nhiên 6. Đề số 1. Đề gồm có 3 phần. Phần A là môn sinh học, phần B là môn hóa học, phần C là môn vật lý. Phần A, môn sinh học, 20 câu, tổng là 5 điểm. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. Câu 1. Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tự nhiên? Nhớ là không thuộc về khoa học tự nhiên. Chúng ta quan sát 4 đáp án A, B, C, D. Đáp án A là môn sinh hóa, đáp án A là sinh hóa, đáp án B là lịch sử, đáp án C là thiên văn, đáp án D là địa chất. Thì trong 4 đáp án này thì đáp án lịch sử không thuộc về khoa học tự nhiên. Vậy thì lĩnh vực lịch sử này thì không thuộc về khoa học tự nhiên. Do đó thì câu 1 chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án gì đây? Đáp án B. Còn sinh hóa, thiên văn, địa chất, những cái này thuộc về khoa học tự nhiên nha. Tiếp theo là câu số 2. Quan sát vật nào dưới đây cần phải sử dụng kính hiển vi? Thì chúng ta nhớ kính hiển vi là thiết bị được sử dụng để quan sát các vật có kích thước vô cùng nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Kính hiển vi có tác dụng là phóng to hình ảnh của vật, quan sát lên khoảng 40 lần đến 3.000 lần. Nó phóng to vật lên 40 lần đến 3.000 lần. Do đó thì câu 2 á, người ta nói là quan sát vật nào dưới đây cần sử dụng kính hiển vi. Thì đáp án A là tế bào biểu bì vảy hành này, đáp án B là con kiến, đáp án C là con ong, đáp án D là tép bưởi. Thì do là kính hiển vi nên nó dùng để quan sát các vật có kích thước vô cùng nhỏ bé. Do đó thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở câu số 2 chính là đáp án A. Được chưa? Đáp án A chính là tế bào vảy hành. Cái này rất là nhỏ, chưa? Kích thước rất nhỏ. Rồi tiếp theo câu số 3. Hệ thống phóng đại của kính hiển vi bao gồm. Hệ thống phóng đại của kính hiển vi bao gồm là gồm gì đây? Chúng ta học rồi, đó là gồm thị kính và vật kính, đúng không? Thị kính, vật kính. Hệ thống phóng đại của nó là gồm thị kính, vật kính. Do đó thì câu số 3 chọn đáp án đúng là đáp án A nha. Tiếp theo câu số 4. Loại tế bào dài nhất trong cơ thể. Loại tế bào mà dài nhất trong cơ thể chính là tế bào gì đấy? Tế bào thần kinh. Còn tế bào lông hút, tế bào phi khuẩn, tế bào lá cây là không có dài hơn nữa, không dài nhất là ra. Dài nhất chính là tế bào thần kinh. Do đó thì câu 4 chọn đáp án A luôn. Tiếp theo câu số 5. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước của tế bào? Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước của tế bào? Đáp án A, các loại tế bào khác nhau đều có chung hình dạng kích thước. Hình dạng và kích thước, cái này sai nha, này sai. Đáp án B, các loại tế bào có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau, cái này cũng sai. Khác nhau kích thước giống nhau là sai rồi. Đáp án C, các loại tế bào thường có hình dạng và kích thước khác nhau, cái này chính xác. Các tế bào thường có hình dạng và kích thước khác nhau. Vậy câu 5 chọn đáp án C. Còn đáp án D là sai luôn. Các tế bào khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng, cái này sai. Tiếp theo câu số 6. Cây lớn lên. Cây lớn lên là nhờ cái gì? Cây lớn lên là nhờ gì đây? Nhờ gì? Cây lớn lên là nhờ sự gì? Sự phân chia của tế bào, đúng không? Sự lớn lên và phân chia của tế bào. Cây lớn lên là nhờ sự lớn lên và phân chia của tế bào. Do đó thì câu 6 chọn đáp án A thôi. Tiếp theo câu số 7. Cơ thể sinh vật có khả năng thực hiện quá trình sống cơ bản nào? Cơ thể sinh vật có khả năng thực hiện quá trình sống cơ bản nào? của đời sống cơ bản nha, thì cơ thể sinh vật có khả năng thực hiện quá trình sống cơ bản, đó là cảm ứng nè, đúng không, vận động, rồi là sinh trưởng, vận động, hô hấp, được chưa? Cho đó thì câu 7 đó đúng ở đây chính là đáp án D nghe chưa? Đó. Tiếp theo sẽ là câu số 8. Trong các nhóm sau, nhóm nào gồm toàn vật sống? Vật sống, toàn vật sống bây giờ. Nhóm nào mà gồm toàn vật sống? Thì đơn A là con gà, con chó, cây nhãn. Thì cây nhãn là không phải vật sống rồi chưa? Đó thì toàn vật sống, toàn vật sống. Đúng rồi, cây nhãn là vật sống này, con chó, con gà vật sống là chưa? Nhưng mà chúng ta quan sát tiếp này. Cái đáp án B đó là gì đây? Cây bút chì này, chiếc lá viên phán là không phải vật sống để loạn ra. Đó. Còn gì đây? Chiếc bút chì đúng không? Đó, đơn đều bút chì loại luôn này, loại luôn này. Đó, còn con vịt, con chó là vật sống rồi. Hòn đá là không phải vật sống này. Đó thì chúng ta loại luôn này. Vậy thì câu 8 đó đúng ở đây chính là đáp án A. Con gà, con chó, cây nhọn chính là vật sống. Được chưa? Câu 9. Trong các nhóm sau, nhóm nào gồm toàn vật không sống? Vật không sống này nha. Vật không sống. Đáp án A là con gà, con chó là vật sống rồi, cho nó loại đi. Đáp án B là con gà cũng là vật sống, loại luôn nha, thấy chưa? Rồi đáp án C chiếc lá, cây bút, hòn đá, đúng không? Chúng ta vừa làm sang câu 8 thì chúng ta có thể là làm đúng câu 9 liền. Và chiếc lá, cây bút, hòn đá chính là vật không sống, được chưa? Không, vật không sống này, đáp án C nghe chưa? Đó. Còn đáp án D là con vịt, con chó là vật sống rồi. Thì đó chúng ta loại. Rồi tiếp theo câu số 10. Từ một tế bào ban đầu sau 5 lần phân chia liên tiếp sẽ tạo ra số tế bào con là bao nhiêu? Thì chúng ta nhớ công thức, được chưa? Ví dụ như nhớ là N tế bào á, được chưa? N tế bào chúng ta có này, nhớ này, 5 lần phân chia đó, 5 lần phân chia này, 5 lần thì chúng ta có sẽ là gì đây? Số tế bào con tạo ra sẽ là gì đây? Phân chia 5 lần nha, phân chia 5 lần thì số tế bào con tạo ra sẽ là 2 mũ 5, được chưa? Phân chia 5 lần là 2 mũ 5, phân chia n lần là 2 mũ n, nhớ chưa? Phân chia n lần là 2 mũ n, phân chia 5 lần là 2 mũ 5, 2 mũ 5 là 32 tế bào con, nhớ chưa? Nhớ là n lần á, n lần thì tạo ra gì đây? Tạo ra 2 mũ n, n lần tạo ra 2 mũ n tế bào con. Vậy 5 lần thì 2 mũ 5 tế bào con chính là 32 tế bào con. Vậy thì câu số 10 đáp án đúng ở đây chính là đáp án A nha. Đó, nhớ công thức nha. Tiếp theo câu số 11. Để đạt được chiều cao tối ưu theo em cần. Để đạt được chiều cao tối ưu theo em cần làm gì? Chiều cao tối ưu nghe chưa? Thì chúng ta quan sát với đáp án này, đáp án A là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cái này đúng rồi, cái này hợp lý đúng không? Đúng chưa? Đáp án B là tập thể dục thể thao thường xuyên, cái này cũng đúng luôn. Đó, A B đúng hết rồi đó. Đáp án C là ngồi học đúng tư thế, cái này quá chính xác, được chưa? Do đó thì để đạt được chiều cao tối ưu thì theo em cần là 3 đáp án trên, đúng chưa? Cần là có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thể thao thường xuyên, rồi là thứ ba là ngồi học đúng tư thế. Tiếp theo câu 12. Trong các bước sau, bước nào không đúng trong quy trình quan sát tế bào trứng cá? Trong các bước sau, bước nào không đúng trong quy trình quan sát tế bào trứng cá? Thì đáp án A là dùng thìa lấy một ít trứng cá cho vào đĩa patty. Cái này sai nghe chưa? Không có dùng thìa được chưa? Không có dùng thìa, giờ dùng thìa là sai rồi. Cái này sai nghe chưa? Rồi. Cái này đúng. Cái này đúng chưa? Đúng rồi, dùng thìa lấy một ít trứng cá cho vào đĩa patty, đúng rồi. Đúng chưa? Đúng, xin lỗi, đúng. Đó là đúng giờ, dùng thìa là đúng rồi. Đóng B là nhỏ một ít nước vào đĩa, này chính xác, được chưa? Này đúng rồi. Người ta yêu cầu là tìm câu không đúng, rồi chưa? Bước không đúng, rồi chưa? Dùng kim, dùng muối kim, dùng kim mũi mót khoáng nhẹ để trứng cá tách rời nhau. Dùng mũi kim, dùng kim mũi mót khoáng nhẹ để trứng cá tách rời nhau. Đáp án C đúng rồi, được chưa? Đáp án C là dùng mũi mót khoáng nhẹ này chưa? Khoáng nhẹ để trứng cá tách rời nhau, cái này đúng rồi. Còn đáp án D là sai rồi đó. Sử dụng mũi mót, sử dụng kim mũi mót lọc nhẹ tế bào, này sai rồi. Khoáng nhẹ mới đúng rồi chưa? Lọc nhẹ là sai, được chưa? Là, cái đáp án D là dùng kim mũi mót lọc nhẹ tế bào trên cùng của vách cát, này sai chưa? Này sai. Vậy thì câu 12, cái đáp án mà có bước không đúng ở đây chính là đáp án D là chưa? Chính xác của nó phải dùng mũi gì? Dùng kim mũi mót khoáng nhẹ để trứng cá tách rời nhau, nhớ chưa? Đáp án D này, dùng kim mũi mót khoáng nhẹ để trứng cá tách rời nhau, cái này là sai, được chưa? Đáp án D sai. Tiếp theo câu 13, một con lợn con lúc mới đẻ được 0,8 kg. Sau một tháng nặng 3 kg. Theo em, tại sao lại có sự tăng khối lượng như vậy? Một con lợn con lúc mới đẻ thì được 0,8 kg, sau một tháng á, thì nó nặng được 3 kg. Theo em tại sao có sự tăng khối lượng như vậy? Đáp án A là do tế bào tăng kích thước. Cái này sai chưa? Này sai, không có đâu, chưa? Đáp án B là do sự tăng lên về kích thước và số lượng các tế bào trong cơ thể, cái này đúng rồi, chính xác là chưa? Do sự tăng lên về kích thước, do sự tăng lên về kích thước này nha, và số lượng các tế bào trong cơ thể thì con vật nó mới lớn lên, được chưa? Do đó thì câu 13 đáp án B đúng. Còn đáp án C là do tăng số lượng tế bào, cái này cũng sai luôn. Cái này tăng số lượng tế bào nhưng mà nó thiếu một ý đúng không? Đó là phải có gì? Sự tăng về kích thước và số lượng, cái này thiếu một ý rồi chưa? Do đó thì nó sai. Còn đáp án D là do tế bào phân chia, cái này sai, được chưa? Sai luôn. Rồi câu 14, sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì? Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì? Đáp án A là giúp tăng số lượng tế bào, cái này đúng chưa? Đúng này, đúng rồi, giúp tăng số lượng tế bào, đúng rồi đó. Đáp án B là thay thế các tế bào già, các tế bào chết, chính xác đó. Đáp án C là giúp cơ thể lớn lên, cái này chính xác. Do đó thì câu 14 đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án D. Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa là giúp tăng số lượng tế bào này, thay thế tế bào già, các tế bào cháy, giúp cơ thể lớn lên. Câu 15, tế bào nhân thật khác tế bào nhân sơ, nhân thật nha, nhân sơ. Tế bào nhân thật khác tế bào nhân sơ ở chỗ nào? Đáp án A là có màng tế bào, cái này không phải, được chưa? Cái này sai. Đáp án B là có tế bào chất, sai luôn. Đáp án C là có nhân, cũng sai. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Vậy tế bào nhân thật khác tế bào nhân sơ ở chỗ là có nhân hoàn chỉnh, thấy chưa? Có nhân hoàn chỉnh, thấy chưa? Tiếp theo sẽ là câu số 16. Tế bào động vật và thực vật khác nhau chỗ nào? Tế bào động vật này với tế bào thực vật khác nhau chỗ nào? Tế bào động vật và tế bào thực vật khác nhau ở chỗ là gì? Có gì? Có thành tế bào đúng không? Rồi. Vậy câu gì? Câu 16 chọn đáp án C. Tế bào động vật và tế bào thực vật khác nhau ở chỗ là có thành tế bào. Còn có nhân là sai, chưa? Có màng tế bào là sai. Có ti thể là sai, nghe chưa? Tiếp theo sẽ là câu số 17. Trong các nhóm sau, nhóm nào gồm cơ thể toàn cơ thể đơn bầu? Nhóm nào mà gồm toàn cơ thể đơn bầu? Thì chúng ta nhớ cơ thể đơn bầu là cơ thể chỉ được cấu tạo từ một tế bào, đúng không? Còn cơ thể đa bầu là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào. Nhớ chưa? Đơn bầu là một tế bào, đơn là một, đa bầu là nhiều tế bào. Nhớ chưa? Vậy thì câu 17 á, chúng ta thấy là đáp án A là nấm men này, vi khuẩn này, trùng biến hình. Những cái cơ thể này đều gì? Là cơ thể đơn bầu, nhớ chưa? Đó, nhóm này chính là cơ thể đơn bầu. Vậy thì câu 17 chọn đáp án A. Được chưa? Còn đáp án B này là cái thấy này, con thỏ là đa bầu nè, thấy chưa? Con thỏ đa bầu nè, thấy chưa? Nó con bướm là đa bầu chưa? Đúng không? Rồi đáp án D cũng là con thỏ đa bầu này, thấy chưa? Vậy chúng ta loại đáp án B, C, D là sao? Rồi câu 18. Câu 18 này. Sắp xếp đúng theo đúng thứ tự các bước để quan sát được các tế bào biểu bì vảy hành. Đáp án A là gì đây? A, ý A này là bóc một vảy hành tươi ra khỏi củ và dùng kim mũi móc rạch một ô vuông 1 cm vuông, nghe chưa? B là quan sát ở vật kính 10x rồi chuyển sang 40x, được chưa? Đó, C là sau đó đậy lá kính lại rồi đưa lên quan sát. D là kẹp dùng kẹp dở nhẹ vảy cho vào bản kính có nhỏ giọt nước cắt. Trình tự sắp xếp đúng là gì đây? Là gì? Là bước mẫu này là đầu tiên là gì? Là bóp, được chưa? Đúng không? Bóp. Bước hai là gì? Thứ hai là làm gì? Dùng kẹp, được chưa? Đó. Thứ ba là gì? Sau đó đậy lá kính lại rồi đưa lên quan sát này. Bước thứ tư là gì? Quan sát vật kính. Đó, vậy thì cái câu 18 chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án B, nghe chưa? Thứ tự là A, D, C, B. Rồi tiếp theo câu 19. Tế bào có 3 thành phần cơ bản là gì? Đáp án A là màng tế bào ti thể nhân. Màng tế bào thì đúng rồi, được chưa? Vậy thì ti thể nhân, ti thể không có, nghe chưa? Vậy loại đáp án A này. Đáp án B là màng sinh chất. À, cái này tế bào ti thể không có này, chưa? Loại đi cái đó. Rồi. Đáp án C là màng tế bào, chất tế bào và nhân, là chính xác rồi. Chưa? Tế bào gồm có 3 thành phần đó, cơ bản là màng tế bào, chất tế bào và nhân. Câu 19 chọn đáp án C, nha. Câu 20, tiếp theo câu 20. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bầu từ thấp đến cao. Sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa các cấp này, cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bầu từ thấp đến cao. Đó là mô tới tế bào, tới cơ quan, tới hệ cơ quan, tới cơ thể. Đó B là cái này sai, đúng không? Từ mô là sai rồi, được chưa? Mô là sai này, thấy chưa? Mô là sai chưa? Vậy thì cái đáp án A với D sai luôn. Rồi đáp án B với C đều có, đầu tiên là tế bào, sau là mô, chính xác, được chưa? Và chúng ta so sánh giữa các cơ thể với các cơ quan này, thấy chưa? Vậy thì từ mô tới cơ quan là sai rồi, từ mô tới cơ thể, nghe chưa? Từ mô tới cơ thể. Vậy thì đó đúng là đáp án C. Và chúng ta nhớ này, tế bào đến mô, thấy chưa? Tới cơ quan, tới hệ cơ quan mới tới hệ cơ quan, rồi mới tới cơ thể là cuối cùng, thấy chưa? Cơ thể cuối cùng, thấy chưa? em là quan sát tóc thì chúng ta có thể là loại đó đoán B này, thấy chưa? Có thể là cuối cùng thì đoán B sẽ là đoán sai. Rồi tiếp theo là phần B, môn hóa học 10 câu, tổng điểm là 2,5 điểm. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. Câu 21. Chỉ ra đâu là tính chất vật lý của chất. Đáp án A là nén cháy thành khí carbon dioxide và hơi nước. Nén cháy thành khí carbon dioxide và nước, cái này là có tạo thành chất mới, đúng không? Cái này tính chất vật lý mà. Do đó thì cái này không phải là tính chất vật lý, do đó thì đáp án A chúng ta sẽ loại, nghe chưa? Loại đáp án A. Đáp án B là bơ chảy lỏng khi để ngoài trời. Cái này chính là tính chất vật lý rồi, đúng chưa? Chất vật lý. Còn đó xe bánh mì để lâu bị ôi thiêu, đây là hóa học rồi, có tạo thành chất mới rồi, được chưa? Sai. Cơm nếp lên men thành rượu, cái này cũng tạo thành chất mới rồi, tính chất hóa học rồi. Tiếp theo sẽ là câu số 22. Chỉ ra đâu là tính chất hóa học, nhớ là tính chất hóa học, không chưa? Chỉ ra đâu là tính chất hóa học của chất. Đó là đường tan vào nước, cái này chính là vật lý rồi, chưa? Vật lý rồi, loại đáp án này. Đáp án B là kim chảy lỏng khi để ngoài trời. Đáp án B là kim chảy lỏng khi để ngoài trời, cái này chính là vật lý, chưa? Đáp án C là tuyết tan. Tuyết tan chính là vật lý, chưa? Tuyết tan là vật lý này, cái này vật lý này, A vật lý, B vật lý, C vật lý và vậy thì đáp án D sẽ là cơm để lâu bị mốc, có nghĩa là tạo thành chất mới rồi, liên quan tới tính chất hóa học. Đó thì cái này chính là hóa học này. Vậy thì câu 22 chọn đáp án D, nghe chưa? Tiếp theo sẽ là câu 23. Hiện tượng tự nhiên nào sau đây là do hơi nước ngưng tụ? Hiện tượng tự nhiên nào mà do hơi nước ngưng tụ? Đáp án A là tạo thành mây. Cái này sai rồi, không phải. Đáp án B là gì đây? Đáp án B là gió thổi, cái này không phải, nghe chưa? Đáp án C là mưa rơi, cái này chính xác. Mưa rơi chính là do hơi nước ngưng tụ, nghe chưa? D lốc xoáy là sai luôn. Câu 24, lọ nước hoa để trong phòng có mùi thơm. Nước hoa để trong phòng có mùi thơm. Điều này thể hiện đáp án A là chất dễ nén được. Cái này sai rồi, được chưa? Không phải. Đáp án B là chất dễ nóng chảy, cái này cũng sai. Đáp án C là chất dễ bay hóa hơi, này chính xác. Thì nước hoa mà nó hóa hơi nó bay ra người ta mới nghe thơm, đúng không? Chưa? Chứ nó không bay hơi thì đâu có nghe mùi thơm đâu, được chưa? Vậy đó thì câu 24 là chọn đáp án C, chất dễ hóa hơi. Còn đáp án D là chắc chắn sai rồi, chất không thể chảy được, nó là bậy, được chưa? Tiếp theo câu 25. Quá trình nào sau đây thải ra khí oxygen? Quá trình nào mà thải ra khí oxygen? Đáp án A là hô hấp. Hô hấp này. Đáp án B là quang hợp. Hô hấp thì hô hấp là tạo ra khí CO2 nha. Hô hấp là tạo ra khí carbonic hay là khí carbon dioxide, nhớ chưa? Hô hấp là tạo ra khí carbon dioxide, cho đó thì đáp án A là sai rồi. Rồi đáp án B là quang hợp. Quang hợp chính xác. Quang hợp tạo ra khí oxygen nha. Vậy thì đáp án B là chính xác, nha. Còn đáp án C là sai, hòa tan là tầm bậy, nha. Nóng chảy cũng là sai luôn. Rồi tiếp theo sẽ là câu 26. Phát biểu nào sau đây về oxygen là không đúng? Đáp án A, oxygen không tạo ra nước, chính xác. Oxygen thì không tạo ra nước, vậy thì câu 26 chọn ngay đáp án A. Còn đáp án B thì oxygen cần thiết cho sự sống. Cái này gì? Này chính xác, đúng chưa? Cần thiết, rất cần thiết cho sự sống. này đúng rồi. Đáp án C là oxygen không mùi và không vị. Cái này hoàn toàn chính xác. Đáp án D, oxygen cần cho sự đốt cháy nhiên liệu. Đốt cháy nhiên liệu cần rất nhiều oxygen. Do đó thì đáp án D cũng hoàn toàn chính xác. Nghe chưa? Tiếp theo sẽ là câu 27. Quá trình nào dưới đây không làm, nhớ là không làm nha, không làm giảm oxygen trong không khí? Đáp án A. Đáp án A là sự gỉ của các vật dụng bằng sắt. Cái này là sự gỉ của các vật dụng bằng sắt. Cái này sao? Cái này sao? Nó là không làm giảm, cái này làm giảm là do sự gỉ làm giảm rồi. Nếu thì loại đáp án A đi. Đáp án B, sự cháy của than, củi, bếp, ga. Cái này thì nó sẽ làm gì? Làm gì đấy? Nó là không làm giảm, cái này làm giảm rồi đúng không? Cháy là làm giảm rồi. Do đó thì đáp án B loại luôn. Đáp án C là sự quang hợp của cây xanh. Chúng thấy là cái câu 27 chúng ta đã làm câu 25 rồi, thì câu 27 không thể làm sai được. Chính xác sẽ là đáp án C. Quá trình quang hợp của cây xanh thì nó không làm giảm khí oxygen, có nghĩa là nó tạo ra rất là nhiều khí oxygen. Còn đáp án D thì sự hô hấp của động vật là nó làm giảm. Do đó thì loại đáp án D. Câu 27 chính xác là đáp án C. Đồng ý chưa? Tiếp theo câu 28. Chất khí nào có nhiều trong không khí? Khí nào mà có nhiều trong không khí gây mưa axit? Thì câu 28 này đó, nếu mà các em nhớ thì các em nhớ dùm cho thầy này. Có hai khí mà nó có nhiều, có hai khí trong không khí gây mưa axit, đó là khí sulfur dioxide và khí thứ hai là khí nitơ dioxide. Được chưa? Cái này chúng ta sẽ được học lên lớp 10, chúng ta sẽ học rõ hơn. Vậy thì câu 28 thì chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án D, đó là khí sulfur. Được chưa? Khí sulfur dioxide. Được chưa? Đó, câu 28 chọn đáp án D. Đồng ý chưa? Tiếp theo sẽ là câu 29. Cho một que đóm còn tàn đỏ, cho một que đóm là còn tàn đỏ, đó là đang cháy đỏ, vào một lọ thủy tinh chứa khí oxygen. Vào lọ thủy tinh này chứa khí oxygen, hiện tượng xảy ra là? Đáp án A, không hiện tượng gì. Cái này sai, có hiện tượng sao không có. Đáp án B là tàn đỏ tét ngay. Chúng ta lưu ý nè, cái que đốm này nó có còn tàn đỏ mà đang cháy, bỏ vô cái bình mà có khí oxy thì nó vẫn cháy bình thường, đúng không? Thậm chí nó cháy mạnh hơn là khác, được chưa? Đáp án A là tầm bậy, được chưa? Đáp án B là sao đây? Đáp án B là tàn đỏ tét ngay. Sao tét được? Nó có một lượng oxy rất là nhiều mà, được chưa? Đáp án C, tàn đỏ từ từ tét. Cái này cũng sai luôn. Đáp án D, tàn đỏ bùng cháy thành ngọn lửa lớn, được chưa? Tàn đỏ bùng cháy thành ngọn lửa. Đáp án D, chính xác là D. Bởi vì bỏ vô bình oxy mà, đúng không? Khí oxygen rất là nhiều mà, đúng không? Nó bùng cháy thôi. Tiếp theo sẽ là câu số 30. Để bảo vệ môi trường không khí, bảo vệ môi trường không khí trong lành. Để bảo vệ môi trường không khí trong lành thì cần làm gì? Đáp án A là sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm. Cái này chính xác, quá đúng luôn. Sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm. Giống như là chúng ta khi không dùng nữa thì chúng ta sẽ tắt điện, đúng không? Khi không dùng điện thì chúng ta phải tắt, chứ không phải mở tivi bỏ đi chơi. Rồi. Đáp án B là bảo vệ và trồng cây xanh. Này hoàn toàn chính xác. Bảo vệ và trồng cây xanh để nó tạo ra một cái lượng oxygen, giúp cho chúng ta có môi trường trong lành, được chưa? Vậy thì đáp án B cũng đúng luôn. Đáp án C là không xả rác bừa bãi. Cái này hoàn toàn chính xác. Yeah. Vậy thì câu 30. Đáp án đúng sẽ là đáp án D, cả A, B, C. Tiếp theo sẽ là phần C, môn vật lý. Gồm 10 câu, tổng điểm là 2,5 điểm. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. Câu 31. Nhà Nam có một kính lúp. Nhà bạn Nam có một kính lúp này. Hành động nào sau đây khi bảo vệ kính lúp của Nam là sai? Bảo vệ kính lúp là sai nha. Đáp án A là dùng xăng rửa kính bằng nước sạch. Dùng xăng rửa kính bằng nước sạch. Cái này đúng rồi. Dùng xong thì rửa đúng không? Đó, dùng xong rửa kính bằng nước sạch chính xác. Đáp án B là lau chùi bằng khăn mềm. Cái này đúng không? Cái này là đáp án B là lau chùi bằng khăn mềm. Cái này chính xác rồi. Chưa? Khăn mềm chưa? Đáp án C là dùng kính ở chậu, để kính ở chậu cây tiện cho những lần sử dụng. Cái này sai chưa? Đúng không? Đáp án C là sai chưa? Rồi đáp án D là cắt kính vào hộp kính. Cái này sai luôn. Vậy thì câu 31 chọn đáp án đúng, đáp án sai, xin lỗi, cái này đúng rồi chưa? Đáp án D đúng rồi. Cắt kính vào hộp kính này chính xác rồi chưa? Vậy đáp án C là sai nha. Để kính ở chậu cây tiện cho những lần quan sát sử dụng là sai chưa? Nhớ chưa? Không có để kính ở chậu cây tiện cho những lần quan sát là những lần sử dụng luôn chưa? Do đó chúng ta phải gì? Cắt được chưa? Bảo vệ cắt nó đi. Vậy câu 31 chọn đáp án C nha. Tiếp theo sẽ là câu số 32. Kính lúp cầm tay có tác dụng khi quan sát các vật nhỏ. Đó A là nhìn vật xa hơn. Đó A nhìn vật xa hơn. Cái này sai rồi. Đó B là làm ảnh của vật nhỏ hơn. Cái này cũng sai luôn. Đó C là phóng to ảnh của vật, của một vật này ra. Chúng ta nhớ là kính lúp thì dùng để phóng to nha. Nhớ là dùng để phóng to này. Kính lúp là dùng để phóng to. Nhớ chưa? Do đó thì đáp án C đúng. Đáp án D là sai. Không thay đổi kích thước của ảnh là sai rồi. Chưa? Nó phóng to là thay đổi rồi. Câu 33. Tấm kính dùng làm kính lúp có. Tấm kính mà dùng làm kính lúp thì có cái gì? Đáp án A là phần rìa dài hơn phần giữa. Chúng ta nhớ này, tấm kính mà dùng làm kính lúp á, thì chúng ta nhớ là có gì? Có phần rìa mỏng hơn phần giữa, nghe chưa? Nhớ là có phần rìa nó mỏng hơn phần giữa. Vậy thì đáp án A là sai này, dài hơn là sai. Đáp án C là có hai mặt phẳng tầm bậy, được chưa? Đáp án D là có phần giữa lõm là sai, được chưa? Vậy thì chúng ta nhớ là tấm kính mà dùng làm kính lúp á, thì có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Vậy thì câu 33 chọn đáp án B nha. Tiếp theo sẽ là câu 34. Đơn vị đo độ dài. Đơn vị đo độ dài hợp lý ở nước ta là hợp pháp, được chưa? Hợp pháp. Đơn vị đo độ dài hợp pháp ở nước ta là gì? Này nhớ không? Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta chính là mét, nghe chưa? Nhớ là mét, nghe chưa? Chứ không phải km, nghe chưa? Lưu ý, nghe chưa? Đơn vị đo độ dài hợp pháp nước ta chính là mét. Đáp án D, nghe chưa? 34 chọn đáp án D. Tiếp theo sẽ là câu 35. Trước khi đo chiều dài của một vật, trước khi đo chiều dài của vật, ta thường ước lượng. Trước khi đo chiều dài này, người ta thường ước lượng, đúng không? Ước lượng chiều dài của vật để làm gì? Trước khi đo chiều dài thì chúng ta cần ước lượng chiều dài của vật để làm gì? Để làm gì đây? Để lựa chọn kích thước đo phù hợp thôi. Nhớ để lựa chọn này chưa? Lựa chọn. Vậy thì đáp án B là sai, đạt mét là sai, đạt vật là sai, đạt kết quả là tầm bậy, được chưa? Chúng ta phải lựa chọn, nhớ chưa? Trước khi đo chiều dài của một vật thì chúng ta phải ước lượng chiều dài của vật đó. Vậy thì câu 35 chọn đáp án A. Tiếp theo sẽ là câu số 36. Đo chiều dài của chiếc bút chì theo cách nào sau đây là hợp lý nhất? Cái hình A này thấy sai chưa? Cái đầu nhọn thì để bên này, còn cái đầu mà cái đầu bình thường á, đầu bàn á, thì mà để đâu? Để ngay số vạch số 0 đó chưa? Cái này sai chưa? Sai. Đáp án B đúng chưa? Đúng không? Để ngay vạch số 0 đó chưa? Đó. Cái đầu nhọn này thấy chưa? Đây đầu nhọn này, cái đầu này bình thường đó chưa? Đó, đầu bình thường bàn này. Đó ngay chỗ này, ngay số 0 đó chưa? Vậy thì câu 36 chọn đáp án B. Nó chính xác đáp án B. Còn tất nhiên là đáp án C là sai rồi. Số 0 đẩy Việt đẩy trước số 0 luôn là sai rồi chưa? Này đẩy ra xa quá cũng sai luôn. Nhớ là ngay vạch số 0 rồi chưa? Tiếp theo sẽ là câu số 37. Một hộp sữa có ghi 900g. 900g chỉ cái gì? 900g chỉ cái gì? Hộp sữa ghi có ghi 900g. 900g chỉ cái gì? Kích thước hay là khối lượng, đúng không? Hay là cái gì? Thì 900g chính là gì đấy? 900g chính là khối lượng sữa trong hộp, nhớ chưa? 900g chính là khối lượng sữa trong hộp. Vậy thì đáp án A này, khối lượng của cả hộp sữa là sai, nhớ chưa? Nó B là khối lượng của vỏ hộp sữa là sai. Cái vỏ nó nhẹ đâu có dữ vậy, đúng không? Rồi đáp án D là khối lượng của sữa, khối lượng hộp sữa là 900g là sai. Hộp sữa thì nó gồm cả vỏ lẫn gì? Lẫn sữa bên trong luôn. Vậy thì chính xác ở đây đó, người ta ghi 900g ở đây chính là khối lượng sữa trong hộp, còn cái vỏ người ta không có tính, được chưa? Rồi câu 37 chọn đáp án C chưa? Người ta gọi là khối lượng tịnh đó, đúng không? Khối lượng của cái đồ ăn thức uống bên trong đó. Còn cái vỏ là không tính, giống như là cái hộp bánh nó ghi là 400g thì 400g chính là toàn bộ là bánh, còn cái vỏ thì cái hộp người ta không có tính. Rồi tiếp theo là câu 38. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta, nhớ là hợp pháp nha, phải hợp pháp mới được, chưa? Là gì đây? Là gì? Là kg, nhớ chưa? Là kg. Vậy thì câu 38 chọn đáp án B. Nhớ là kg, nhớ giùm thầy nghe chưa? Tiếp theo sẽ là câu số 39. Thao tác nào là sai khi dùng cân đồng hồ? Đáp án A. Đặt vật cân bàn trên đĩa cân. Này đúng rồi, phải cân bàn mới cân được chưa? Đó, cân bàn mới cân được. Đáp án B là đặt mác vuông góc với mặt đồng hồ. Này tầm bậy chưa? Cái này sai không chưa? Cái này đúng rồi, đúng rồi. Xin lỗi. Đặt mác vuông góc với mặt đồng hồ là đúng rồi, được chưa? Đặt vuông góc, nhớ vuông góc như này, được chưa? Nhớ đặt mác vuông góc với mặt đồng hồ. Vuông góc chúng ta nhìn xiên nhìn đường chưa? Chính xác là vuông góc. Đáp án C là đọc kết quả khi cân đã ổn định, đúng chưa? Khi chúng ta bỏ lên thì cân cái kem nó nhảy đúng không? Sau đó thì chúng ta phải để cho nó cân bằng đi, được chưa? Cái kem nó không nhảy nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ đây. Đọc kết quả khi cân đã ổn định này, thấy chưa? Và cái này đúng không? Đúng, chính xác. Đáp án D là đạt cân trên bề mặt không bàn phẳng, cái này là sai rồi. Không bàn phẳng sao cân, đúng chưa? Không bàn phẳng nó nghiêng là cân không chính xác rồi, đúng không? Kem nó sẽ nghiêng. Vậy thì câu 39 cái thao tác sai chính là đáp án D. Đó. Câu cuối cùng là câu 40. Để đo thời gian chạy ngắn 100m, ta sử dụng đồng hồ nào để đo là hợp lý nhất? Đáp án A là đồng hồ đeo tay. Cái này sai, đeo tay mình sao tính được, đúng không? Thời gian ngắn là không thể dùng đồng hồ đeo tay được. Đáp án A là sai này. Đáp án B là đồng hồ quả lát. Đây cũng không được luôn, được chưa, đúng không? Đón C là đồng hồ điện tử. Này cũng sai. Vậy chúng ta nhớ này, để đo thời gian chạy ngắn 100 mấy á, thì chúng ta dùng đồng hồ bấm dây. Trong thể dục thì các giáo viên dạy thể dục thì thường dùng đồng hồ bấm dây để tính thời gian của học sinh chạy trong chạy cự ly ngắn 100 mấy thì người ta thường dùng đồng hồ bấm dây nha. Vậy câu 40 chọn đáp án D. Bài giảng của thầy đến đây tạm dừng. Xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.